Xưa trong cựu ước, nhờ ăn bánh và uống nước mà thiên thần của Chúa mang tới, tiên tri Elia mới có đủ sức để tiến lên núi thánh gặp Chúa. Ngày nay chúng ta cũng thế, nhờ tin vào Chúa Giêsu và ăn bánh hằng sống Ngài ban, chúng ta mới có đủ sức để hoàn tất cuộc lữ hành trên dương thế. Ăn bánh Chúa ban, hiểu theo nghĩa tâm linh là sống theo lời Chúa, hiệp thông với Ngài, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, một nếp sống đầy cam go nhưng tràn đầy thiện hảo mà chính mẹ Maria và các thánh nhân đều trải qua. Noi gương mẹ và các thánh, chúng ta hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Hãy tìm nương tựa nơi Người, vì chỉ nơi Người ta mới được yêu thương, chăm sóc, giữ gìn, nâng giấc, hầu vượt qua mọi lo âu khốn khó trải dài trên đường về nhà Cha. Miệng tôi hăng lên lì ngợi khen Người, trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện. Bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiên hạ. Bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhầm lời và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. Và các bạn khởi hồ Người bẽ mặt, kia Người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe và đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiên thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bên Chúa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Phúc đứng ai tìm nương tựa nơi. Chúa thiên hạ.